Nếu game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Mèo ơi là mèo ơi, mèo ơi là mèo ơi. Woo! Mèo đâu rồi ta? Sao từ sáng tới giờ không thấy mèo đó trơn vậy? Ủa, trong nhà có ai vậy? Ê, chị Bánh Đa, chị làm cái trò gì vậy? Cứng lạnh chứ hết hồn, cứng làm gì đây vậy hết? Em có làm gì đây đâu, em đi ngang qua đây thôi chứ có làm gì đâu. Cưng trả lời chứ chị đàng hoàng, không cưng ấp ấp ớ ớ là cái gì vậy? Nói đi, làm cái gì vậy? Tức giận gì vậy? Nói đi, vụ đâu mất rồi. Chị vô duyên quá à, em có làm gì đâu. Em muốn qua tặng cho mèo một nhành hoa. Tại vì á, em rất là quý mèo mà chị biết mà. Mèo á đâu có thích bông đâu. Cưng có biết cái người thích bông là ai không, là chị nè. Thôi cưng tặng cho chị đi hết. Trời ơi, già ối quá chị Bánh Đa. Chị sao mà tặng bông cho chị á, chị đi khùng á. Bông này em hái dành riêng cho mèo thôi. Chị né ra coi, chị né ra không? Trời ơi, trời ơi, không nói, không nói mà chị quánh em cũng vậy chứ. Dở mặt hả? Xem tivi mà cũng không có yên nữa. Mình nghe cái tiếng tạp âm gì mà léo nhéo bên tai hay làm cái coi tivi được luôn hả? Đứng yên đó không? Hay à? Trời ơi, trai mỗi chị vô duyên. Chị cái chỗ người ta nè, nữ trai gái mà chị lại chị vậy? Không nở đâu, một người phụ nữ chị bọn cành qua. Em dùng cành qua, em da quánh với cái đầu người phụ nữ như chị á, chị Banda chị già. Cái gì mà vui dặn mà đánh này cành bông thì từ lưa học dưa hết vậy? Khỏi lên bờ đi, chị khỏi lên bờ đi. Đừng phụ nữ là để được chăm sóc và thương yêu nâng niu. Cưng cưng dù dập chị biết chắc chị là chị tự hết hết rồi. Chị già rồi chị Banda ơi, chị vô duyên quá chị Banda ơi. Chị già chị Banda à? Chị không có được nâng niu. Tao kịp chị á, mèo. Chị vậy? Hai người nên nếm cho dù chị là một người con gái, chị là con gái đó hết rồi. Trời ơi, chị là con gái rồi. Chị kiếm bằng tay đi, ai chơi chị nữa. Chị còn đang miêu, đang biết gì nữa mà sáng ra hai người cái lộn gì mà không đánh phụ nữ chỉ như bằng tay hoa. Sáng từ nãy tôi kể cho mày nghe mà đa vô duyên cực kỳ luôn. Tôi muốn tặng mày một bông hoa. Tôi không muốn tặng mày bông hoa nào hết, tôi nhầm, tôi quên. Không nói gì vậy? Trời ơi, trái cái cây không rồi. Trái cây của tôi rồi. Thôi, chị Bánh Đa. Còn tao không cần giữ gì hết. Lá cây không làm dính hả? Cái cây phong thủy đó bà. Trái luôn cái cây nhà em rồi. Tại chị không? Tại chị Banda già không á? Đó, nói rồi, em muốn tặng hoa cho mèo là chị của em, cho chị vô duyên quá vậy. Ủa? Nè, để tôi nói cho mèo nghe sự thật nè. Tôi muốn tặng cho mèo một bông hoa. Nhưng chị Banda bà chen vô cái tình cảm cá nhân của tôi dành cho mèo đáng yêu. Bà bất trong ngoài đường á, rồi đem vô tặng quý quá. Bà đòi tặng hoa cho bà đi. Mèo coi bực mình không? Ủa? Bực mình ghê luôn. Hôm nay Hút muốn tặng cho em mà. Chị muốn tặng thì em tặng cho chị nè. Thôi cũng sao thèm, vậy? Thèm đâu mấy cái đồ thừa cũng cần đem cho chị chứ không nè, thèm đâu. Ở đây đi mèo, mèo ơi. Chuyện mèo, mèo. Ông em kêu mèo. Ông kêu con mèo vậy đó, ông kêu tôi làm đây, gì? Mèo ngồi đây, mèo ngồi đây, mèo ngồi đây. Rồi xuống. Ừ, chị ngồi rồi nè. Chị, trong người vô duyên, vô duyên. Sao kêu bà Bình An nghe hả? Ngồi đây. Ủa dạ, đánh tôi. Kể cho mèo nghe nè. Tôi á, lâu ngày rồi tôi muốn được hẹn hò với mèo. Tại mấy bạn fan kêu tôi là anh Dead Wood ơi. Tại sao anh là bạn của mèo mà là con trai thì kêu bằng bạn trai của mèo á mà nó bao giờ rủ mèo đi đâu chơi vậy? Sao lúc nào anh cũng ăn hiếp mèo vậy? Đúng rồi. Bởi vậy giờ á, tôi muốn qua tôi á thổ lộ là tôi muốn rủ mèo được đi chơi cùng với tôi được không? Vậy chị được đi chung không? Được. Sao ở đây có nhiều rùi quá ta? Mà mèo có muốn được đi chơi với tôi không? Tôi á dẫn mèo vô cái thành phố này nè, kêu bằng thành phố tuổi teen đó mèo. Quá tôi với mèo còn trẻ nè, tôi với mèo hay đi chơi đó, được chơi á chụp ba teen nè, chơi bowling nè, mình còn đi cà phê với nhau nữa. Mẹ hết đó mèo, cái trò đó hết đó chị Banda. Thôi không bi hết hết bà Banda tới lượt em nữa không bi. Em cũng muốn đi chơi đó. Đâu ra hết à? Thôi tôi với mèo đi lẹ đi mèo ơi, đừng cho hai người này heo. Hôm nay em với chị Banda ở nhà đi Phú Bi, anh giao nhiệm vụ cho em là giữ bà Banda, đừng cho bà Banda dí thôi. Thôi thôi thôi, khỏi giữ chị đi, chị không biết. Đi lẹ mèo ơi. Lâu rồi em với Phú chưa có được đi chơi với nhau, cho nên là bữa nay em không có đi chơi đúng đúng á. Đúng rồi. Vậy? Chị cũng lâu rồi đừng có được đi chung với hai người. Từ ơi, chị vô duyên chị Banda thôi đi. Em ở đây ở với chị hai bố, chị hai bố đi lẹ luôn. Chị vô duyên thiệt luôn á chị Banda, tránh ra đi. Đi đi, đúng rồi, đi qua đây có đi chung đâu mà đánh rồi. Thôi mẹ ơi, hai người đó đi chơi rồi, tôi với mẹ đi chơi thì mèo ra. Hôm nay tôi định đi chơi cùng với cô gái đẹp nhất là. Hôm nay mình cũng được đi chơi với Bích Bi ơi. Nở quá chị Banda ơi. Cái gì đó sai sai hết ông Nhật kìa. Cái gì vậy chị Banda? Ok xong rồi, chúng ta đã bỏ xa chị Banda. Đi hết ơi, chạy lẹ lên. Ai, cuối cùng thì tôi với mẹ cũng đã được hẹn hò riêng với nhau rồi. Không còn cái âm thanh của bà Banda nữa nghe mẹ thiệt á. Được đi chơi riêng với nhau rồi. What? Cái gì, gì vậy? Ủa? Chị? Cái gì vậy chị Banda? Chị Banda tới rồi. Rồi luôn, bà Banda bắt heo nè. Thăm chị. Bực làm ghế mèo, mèo lên đây đi mèo. Cái này em với Hú đi chơi nha, mà sao chị với Phong Bi lại đây làm gì vậy? Nè,
cưng nói là cưng không nghe âm thanh, chị cưng khỏe thì chị đem theo hình bóng chị thôi, để mà cưng nhớ chị sao. Thôi chị Poppy á, chị với Poppy đi ra trong khác chơi đi em, với mẹ đang hẹn hò mà. Ủa này ta đi chơi riêng mà đúng không chị Ba Đa? Thôi đi xa xa ra đi, đừng có lại gần chỗ của em với mèo nha. Mèo hả? Mèo bây giờ còn tôi với mèo nè, bây giờ mèo lên chiếc xe này nè, tôi thuê nè mèo. Ủa xe dưới hương á, đừng đi chơi nè mèo. Đó đã mèo, tôi và dĩ thương nghe luôn ha, cái chiếc này chạy thấy thương quá à. Mèo mèo ở đây nè, dạch đi đường nè mèo, mèo bước qua đường cẩn thận mèo ơi. Bậy quá à, xe người ta đâu có cho chạy dạch đi đường đâu không. Ôi bên kia cũng có hai cặp đôi đang hẹn hò giống mình kìa mèo. Wow kìa, ta đang nói chuyện nhau kìa mèo. Ê cái nhìn cảnh tượng này giống như là cái bạn nam này mới đưa cái bạn nữ này về nhà ha. Chứ còn gì em nữa. Em bắt trước, bắt trước đây, đây. Đó, hai chiếc xe. Mèo về đi mèo. Hết về đi, hứa tôi về tới nhà. Thôi tôi không về đâu, tôi chỉ thấy mèo về an toàn thì tôi mới an tâm. Thôi, tôi về. Nhà tôi đứng ngay cửa rồi, thì để tôi vô nhà ông đi về đi, rồi tôi dọc bóng ông đi xa quốc xa dần ra. Thôi tôi mà không thấy hình bóng của mèo một ngày á, tôi cảm thấy nhớ. Ông nhớ ông nha. Ông nhớ mèo lắm. Cái gì vậy? Chứ bà này vô duyên đi ra đi ra đi ra. Chị vô duyên vậy. Chỗ tôi đang nói chuyện à. Thôi mèo vô đây đi, mèo nói gì chứ đây là tiệm cà phê. Trời, uống vũ cà phê hết ha. Nè mèo muốn uống cà phê chị Đá. Mèo muốn loại nào mèo chỉ tôi đi mèo ơi. Loại nào hả? Đây nè. Mèo có được lựa không dạ? Đây tôi phải bỏ đồng tiền vô nè. Nó wow. Lấy cho mèo một ly. Trời dễ thương quá dạ. Nè cho mèo tiền nè mèo. Ủa được một ly cà phê luôn nè. Cho em tiền, cho em tiền nữa. Đây cái này nó bị đang hẹn hò đâu ta. Rồi đây. Rồi cái này mua cho tôi một ly cà phê đi mèo. Mèo mua cho hết một ly nha. Đó nè cà phê của hút nè. Đó. Cảm ơn mèo. Rồi chị Bánh Đa chị làm gì vậy? Chị ghen tị hay gì chị Bánh Đa? Tại mèo mèo chụp hình check in uống cà phê với nhau mèo, giống như mấy cặp đôi trẻ hay làm mèo. Đâu? Nè rồi, anh một ly, em một ly, chúng ta em cũng một ly. Cái gì vậy trời? Cái người này đi ra đây. Hả? Vì hành động của chị Bánh Đa với Phong Bì hôm nay tôi quyết tâm là tôi với ông sẽ phải đi chơi riêng với nhau cho bằng được. Lên đúng rồi, lên xe mèo ơi, lên xe này mèo. Xe nào? Lên đây nè, xe này tôi chở mèo đi nè mèo ơi. Đó là xe của ông hết. Đúng rồi. Để tôi. Rồi, tôi với mèo đi nha. Bye bye hai người nha. La. Bị bỏ rơi rồi kìa. Ê, bây giờ tụi mình đi đâu chơi mèo? Ông biết chỗ nào chơi vui thì ông dẫn. Biết chứ, tôi biết nhiều chỗ coi chơi vui lắm á. Ê, buổi tối chúng ta đi coi phim với nhau á mèo. Cái này là đặt phim này đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi trượt băng không mèo? Ừ, được á, tôi thích trượt băng lắm á. Ôi, tôi cũng thích trượt băng lắm á mèo. Để tôi với mèo đi trượt băng nè. Hôm nay mèo chắc không biết được. Chị Bánh Đa không thấy mình. Ê, hai đứa mình cùng nhau đi chơi đua xe đi mèo. Đua xe trước hả? Ừ, đua xe đi. Ok, giờ tôi sẽ chơi đua xe cảm giác mạnh của ông trước rồi họ chơi trượt băng với tôi nha. Ok mèo luôn. Đây lên đây nè mèo. Ôi, có chiếc xe này dễ thương quá mèo. À, dễ thương quá. Lên tôi chở. Lên được mèo. Không, xe này chạy một người. Trời ơi, tôi chở được mèo á, tôi cho mèo ôm tôi đằng sau. Rồi vô đây mèo ơi. Thật là vui ha. Ở đây nè, ở đây chính là cái khu đua xe luôn nè. Đâu, vô đây. Ồ, ở đây có quá trời người, người ta đang cổ vũ luôn nè mèo. Wow. Ê, hình như là đua xe ở dưới á, chứ không phải trong đây đâu nè. Đua xe ở đây nè. Tôi tưởng là mình đi coi đua xe chứ. Đây, wow. Ở đây coi có chiếc xe màu hồng với chiếc xe màu đỏ không ta. Ở đây có một chiếc màu đỏ nè. Tìm cho tôi chiếc màu hồng đó là đẹp luôn á. Chiếc màu hồng mèo ơi, hình như có màu đỏ với màu xanh nè. Ờ, cái gara này sao không có xe gì hơn. Tiếng gì vậy ta? Trời. Từ từ để em. Ôi, xe nó bị hư rồi. Rồi luôn, quê nè, xe hư rồi. Đánh nó ghê luôn á. Trời ơi trời. Thôi chị bên đây phải xin cho mẹ hút mà kìa. Qua đây lấy chiếc này. Thôi hết tuổi ông á. À, màu cam hả? Không biết lấy màu cam. Thôi tôi với mèo chiếc màu xanh với màu đỏ đi mèo ơi. Màu xanh hả, chiếc màu đồ của tôi. Nè, ra đây nè. Chuẩn bị đua nè mèo, đua nè mèo ơi. Đừng đua đâu, hút đừng đua đâu dạ. Trời ơi, khán giả vỗ tay nhiệt tình luôn. Phát tay chạy nè. 1, 2, 3 chạy. Trời ơi, đi đường nha. Hai người này vừa vô là chạy giành chạy của mình luôn á mèo. Thầy tình á, ủa sao hình như có ông nào đứng giữa đường kìa. Tại cái ông nào chơi đứng giữa đường vậy? Cái ông này còn vô dí không mà Bánh Đa nữa mèo nữa. Tôi chạy hàng nhất nè mèo ơi. Có ai hút ai, tôi tin tưởng có hút ai hút ai. Rồi, Phong Bi chúng ta vô nè. Phong Bi chúng ta chính tưởng được hút ai cao nè. Em mèo qua một bên luôn đi. Đây nè, đây nè. Em hút ơi, đúng rồi. Mèo chạy lên đây nè mèo ơi. Mèo dây dây với hút nè hút ai. Phong Bì đéo cái này vậy á. Thắng rồi. Vậy dạ. Thắng rồi mèo. Yeah. Thắng rồi. Yeah. Mấy người trên khán đài đang cổ vũ cho tôi. Khán giả đang nghe tên em kìa chị Bánh Đa. Yeah. Tôi hạng nhất rồi. Tôi hạng nhất. Yeah. Tôi hạng nhất mình đừng có nói mình coi người ta hạng nhất hạng nhì vậy đó. Phong Bì ơi, đây Phong Bì ơi. Thôi mèo lên xe đi. Chung với tôi nè mèo ơi. Ê, tôi với mèo lái xe Honda chạy vòng thì đánh chơi mèo. Ừ, tức quá à, phải tìm chỗ nào mà không có bà Bánh Đa với Phong Bì kìa. Kiểu này không có giống đang hẹn hò gì hết trơn á. Ừ, kiểu này như mình đang đi chơi với đám bạn của mình vậy đó. Thật mà đi tìm chỗ nào mà không có mèo. Xuống xe cha. Xuống xe. Phong Bì lên chiếc xe này nè. Xuống xe. Hút cái chiếc xe đạp này hút. Có không mèo? Kìa em lên đây nè, ông lại lấy chiếc xe đạp đi. Tôi sẽ cho mèo một chiếc xe nè. Hy vọng là có chiếc xe màu hồng. Có không? Đâu có chiếc màu hồng đâu mèo.
Rồi được rồi, tôi lấy chiếc quần đen lấy màu đỏ hết. Rồi, đi mẹ ơi, chúng ta cùng làm đen đỏ Blackpink ở gì nhà mà Blackred. Đi nè mèo, kể chị Panda với Poppy đi. Ui, ở đây có đường bờ biển đẹp tuyệt luôn mèo. Ê, ở đây mình có chơi cái trò gì mà. Ra đây ngắm biển với tôi mèo. Ngắm biển hả? Bơi chị Panda ơi. Ủa gì chết quớt vậy, kêu chụp tấm hình sao có chị đưa vô trong đó sao chị Panda. Tắm biển ở đây chị Panda đây nhảy xuống tắm biển. Ủa tắm biển quá chạy lên xe chạy mèo ơi, lên xe chạy chúng ta người tắm biển vui vẻ nha. Chúng ta đi trượt băng ha, mình cắt đuôi được chị Panda với Poppy rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi trượt băng mèo ơi. Ok, nhanh lên trước khi mà chị Panda với Poppy được theo kịp mèo. Hôm nay tôi nhất định phải có một trò chơi nào đó mà chỉ có tôi với ông chơi với nhau thôi. Đúng rồi, chị Panda với Poppy không được theo kịp đâu, tìm hoài nãy giờ không thấy cái chỗ trượt tuyết mèo ơi. Cái chỗ trượt tuyết ở đâu giờ hết ơi. Ôi, nhưng mà ở đây cũng có cái mall này mèo, cần gì phải đến chỗ trượt tuyết. Hay là tôi với mèo vô đó mua quà lưu niệm tặng cho nhau đi mèo. Ừ cũng được á, mình phải mua cái gì đó, mua đồ cặp đó hết. Đúng rồi, tôi với mèo sẽ bận quần áo cặp với nhau. Đúng rồi, tôi muốn mua đồ cặp lâu lắm luôn mèo. Thôi để tôi lấy chiếc xe này cái đã. Dễ thương quá à. Đi tôi đẩy ông đi. Nè mèo đẩy tôi đi mèo. Rồi mèo đẩy hết đi nha. Đáng nào phải đẩy tôi mới đúng chứ nè. Chưa kịp đẩy nó chạy đâu mất tiêu rồi. Nè em xuống em đẩy tôi đi hết. Ok mèo lên đi mèo. Rồi nè, đó. Rồi, 1 2 3 tôi đẩy nha. Đẩy mèo. Đã quá à. Chú chạy vô luôn á. Thôi đi vô mua đồ hết đi. Ôi ở đây có tiệm bán đồ nè. Ôi cái bà này bà bán nguyên cái vòng hoa luôn mèo. Ôi chỗ này bán hoa. Nhưng mà thấy cái gì quen quen không? Rồi, tôi sẽ mua cho mèo một bông hoa chứ gì nè. Tặng mèo nè. Cảm ơn hết nha. Yeah. Trời ơi, đúng là có bạn gái thiệt là vui á mèo. Cuối cùng không có chị Panda với Poppy đây nữa. Ở đây có bán bông ngô nè mèo. Có hả? Trời, Poppy mua đồ chứ đẹp quá nè Poppy. Trời ơi, mua đồ em cũng kém như chị. Trời ơi, fashion whistle. Trời ơi. Tôi với mèo vô mua quần áo nè mèo ơi. Hai người đi đâu đây vậy? Kệ hai người đi mèo. Đi mua sắm hả? Đừng có quan tâm mèo, mèo lại đây nè. Tôi mua tặng mèo một bộ đồ với mèo. Nhưng mà cái áo màu hồng, tôi thích cái áo màu hồng mà. Đây để tôi tặng cho mèo cái áo màu hồng nè mèo. Chị Panda bạn mèo nè. Chị Panda bạn áo màu hồng rồi kìa. Ủa bà bạn xuống đây đưa tiền đưa tiền. Mèo bạn đẹp hơn á mèo. Đây. Đưa đây tôi bạn cho tôi coi nha. Mèo bạn cho tôi coi nha. Nè, trời ơi, tôi bạn đẹp lắm đây. Trời ơi. Nè, mẹ coi nè, tôi bạn nguyên một bộ đồ luôn nè mèo. Tôi mua cái bộ màu đỏ đi hết. Đó. Ôi. Chè treo. Dễ thương quá. Mèo mèo. Được đẹp lắm luôn. Tôi mua cho mèo một cái đôi giày nữa nè mèo. Đây, thường thường á bạn trai em gái thường tặng giày cho nhau mèo. Mèo ra đây, tôi mang giày cho mèo nè. Đó. Tôi ngồi xuống đây nè. Ê. Rồi. Rồi. Ok. Bà nó mặc đôi giày rồi. Tặng cho chị đôi giày này chị Panda. Tặng đôi giày rồi. Thôi chị em mình nên tặng đôi giày đúng không? À. Có đôi giày sạch tan dưới chân rồi nè. Có chưa? Có rồi, dễ thương lắm. Đâu, tôi cũng mang giày cặp với mèo nè. Đó. Đúng rồi. Giày cặp luôn chứ. Cái gì vậy? Gì mà kết quớt vậy? Cái gì kết quớt vậy chị Panda? Thì bóng đứa mình giống nhau, bóng đứa mình đi riêng mà. Ôi nhìn tôi hip hop không mèo. Bùm bùm chắc bùm, bùm chắc bùm 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 chắc bùm. Có ai cho tôi cái nón không? Mấy vậy dạ. Đâu, mèo muốn cái nón không? Để tôi vô tôi mua tặng mèo một cái nón nữa nha. À mua mèo cho tôi à. Đợi cái nón màu vàng nha mèo. Cái nón kiến bơi hết. Đấy, tụi tự nhiên đeo kiến bơi chi xấu quá vậy, đợi nón này đi mèo. Ủa, đẹp lắm. Tôi cảm giác cho ông mua cho tôi full set y chang mà mình đã. Ôi. Ok mèo ơi đi. Đi chơi con mèo. Đi mèo ơi, chạy chị Panda đi nè. Đây nè, đang đây nè. Ở đây có bán shop xe nè mèo. Cuối cùng tôi giờ tôi mãi như là xong xịt quần áo vậy. Mà Panda này phải vô duyên. Bây giờ tôi bằng đồ cặp với ai đây? Nè, bằng đồ cặp với tôi. Buồn quá. Tại chung kia hốt mua đồ trong cưng đi. Nè mèo, ra đây nè mèo ơi, tôi có chiếc xe ngoài này nè mèo ơi. Nào kệ đây, mèo nào. Chơi kệ chị Panda đi mèo. Đây. Ủa, mà đi xíu xe chơi hả? Ừ, để tôi sơn chiếc xe nè màu hồng. Cái bà này vô duyên thiệt luôn á. Xe. Bà lấy chiếc xe mà ủi lên giống cây. Ở mèo lên đây cho mèo, lên tôi với mèo một chiếc mèo ơi. Đây lấy chiếc xe siêu thị đi. Lấy chiếc xe siêu thị đi, tôi với rồi mèo nè, một chiếc. Tôi lấy được chiếc. Đi mèo. Ok, đi hết rồi. Tôi với mèo bây giờ là ấy, bây giờ chúng ta đi shopping xong rồi chúng ta đi chơi bowling đi mèo ơi. Bowling hả? Ơi bowling đây nè. Bowling đâu? Nè, ngay đây luôn chứ đâu. Lại chứ đó. Bowling ở đây nè. Đi chơi bowling thôi. Ôi ông đẹp nó cứ tướng giúp cười ghê luôn á. Ông bán banh bowling á. Ôi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được vô sân bowling chơi đó nha. Mèo. Đây lấy banh bowling ở đây. Ủa banh á hả? Đúng rồi lấy đi mèo. Ok tôi sẽ lấy một cái luôn nha. Nè lấy để tôi lấy trước. Đúng rồi tôi ném tôi trước. Rồi tôi lấy rồi nè. Nè nhìn tôi ném rồi nha. 1, 2, 3 vô. Okay, wow. Boom. Giỏi quá đi. Đi banh ném từ đây. Ủa không lắc cả hết luôn. Lấy nha. Đây thắng rồi mèo. Rồi ném được mèo á. Ok vậy mới được tôi ha. Ok nè. Đó. Ném vào đây được chưa? Thôi vậy là giỏi lắm rồi mèo ơi. Không chịu đâu. Trời ơi coi hai người đó cũng bắt chước chơi theo kìa mèo. Ném vào đây nè, ném vào đây được chưa ra? Đây. Không biết nè. Bên đây nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Bên đây nè. Nhìn nè, nhìn tôi ném nè mèo ơi. Nào, hút
ném đi hết đây. Bum. Bum. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì bánh lộn ra ngoài? Nhìn nè, nhìn chị nè, đó bum. À. Cái gì vậy? Còn chẳng bánh của tôi nữa. Hai người giỡn mặt hả? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hai người đừng có phá em với mèo nữa, em đang nỉ luôn á. Đúng rồi đó, hôm nay là bây giờ đừng phá nữa, tôi ơi, tao nói phá đâu. Có phá đâu. Trời bánh mèo ơi. Mèo chở bánh với mèo. Ừ, chở với mèo, chở vậy nè chị chạy cho. Trời ơi, trời ơi. Thôi đi ra mèo ơi. Quá hay luôn. Đi ra, đi ra, đi ra. Quá, wow, mèo giỏi quá mèo ơi. Ờ, đúng là tôi. Đúng là gái của tôi. Gái số 1 luôn. Đúng là trời xin một cặp hút lăn ngã hết thì mẹ cũng phải lăn ngã hết hết. Yeah. Yeah. Coi kìa. Coi chị Banda bà già rồi mà bà không có ai đi chơi cùng nữa mèo. Hết ơi, kỷ niệm quá hay luôn chị Banda. Chi kỷ niệm nè, chúc kỷ niệm nè mấy bạn ơi. Đó, bu lên giùm chị Banda. Yeah, mấy bạn dễ thương không? Gái là dễ thương luôn, thôi đi chơi với này. Đi ra, đi ra, đi ra. Ông chơi với chị Banda với Poppy nữa, đi ra. Tôi mà đừng chơi với Poppy nữa. Ok ạ. Gì chị Banda? Chở chị đây vậy? Nãy giờ chưa có trò nào mà tôi không được chơi riêng luôn á. Thấy người này công nhận phiền thiệt luôn mèo. Nó bực mình quá. Ừ, có thấy phiền với mèo. Một thằng thì ế, một bà thì ế. Hai người ế. Trời ơi, chạy bộ thì chạy xe theo kìa trời, em có thích chứ. Ừ, hai người này công nhận lầy thiệt luôn á. Lầy ghê luôn á. Rồi, tôi với mèo ra chơi ngoài biển đi mèo ơi, tắm biển đi mèo ơi. Hôm nay tôi với ông quyết tâm phải trốn thành công được hả? Chị Banda đái phát biệt đi chơi riêng nhau mới được. Đúng rồi, nè, có trò này nè mèo ơi. Tôi với mèo chơi lướt sóng đi mèo. Ông trượt băng được thì mình lướt sóng đi. Mèo ra đây nè. Trượt nước là chỗ nào vậy? Nè, chỗ này nè mèo. Đây chính là chỗ lướt sóng. Đó, ừ. Đẹp không mèo? Lướt sóng. Đúng rồi, bây ở giờ. Ở đây có sóng đâu mà lướt trời. Đó, mỗi người lên một chiếc đi. Coi này đẹp lắm mèo ơi. Không biết chở được không ha, để tôi coi thử coi. Không có chở được đâu, cái xe này nhỏ lắm. Sao cái công viên của ông nói thật có mấy cái nào mà đi hai người ít vậy? Ủa nhưng mà bây giờ cái tướng tôi ngồi để thấy thương không mèo. Ngầu ghê luôn hết. Nè, bây giờ bắt đầu ở đây nè mèo, bắt đầu ở đây. Ủa? Tôi với mèo á sẽ lướt coi ai là người á lướt ổn nhất mèo. Cái ủa? Gì vậy? Cái thiệt của mèo có vấn đề hả mèo? Ôi, hên quá, trò này tôi ông chơi một mình được, có chạy lẹ đi hút đi. Một, hai, ba, chạy luôn. À, đại mèo giới hết ơi. Nè mèo, chạy nhanh lên đi mèo ơi. Mình lên chỗ đó mình uống cocktail hết, cái quán này bán cocktail kìa hết. Đúng rồi, có quán bán cocktail nè. Vui quá. Chạy mèo với nhau. Em tôi thấy có mấy con cá bơi vòng vòng dễ thương kinh khủng luôn á. Chen, 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 chen. Hello mấy cô, mấy cậu, tụi tôi là mình ơi. Chơi nước nè. Nè, vô đây luôn mèo ơi, đó. Ủa, sao chạy ngang ngược ngạo vậy? Qua qua chỗ này chạy lên ngồi thử á mèo. Lên đây ngồi thử á được không ha? Đây, cắm trại bãi biển hai người. Yeah. Ồ, đó. Mình thoải mái ghê luôn á. Không nhận lâu lắm rồi tôi với mẹ mới có cơ hội ngồi chung nhau. Từ từ để tôi để cái ghế này là kế bên. Rồi xong hư cái ghế luôn mất tiêu rồi. Rồi nhưng luôn. Mà không sao hết. Ê, tôi thấy có cái gì đằng kia nè. Ủa cái gì? Nè mấy cái phao nè, không biết sử dụng được không ta? Không biết nữa. Ôi, trời. Ui da. Ồ. Mẹ nhanh tôi nè mèo. Dễ thương à. Ai đúng là nằm ở đây tắm nắng là hết sảy có 17 rồi. Ha. Yeah, không biết chị Banda với Poppy giờ đang làm gì. Làm gì có vụ mà đuổi kịp tôi với ông. Hồi nãy tôi thấy là ông cắt đuôi được hai người đó rồi. Mèo coi tôi. Ai có ai thấy Poppy đâu không? Lạ Poppy mất tiêu rồi. Poppy ơi. Poppy đâu là Poppy? Em thấy nè. Ở đâu? Âm thanh tôi nghe ô nhiễm tiếng chị nè. Đâu ra vậy? Sao tôi nghe cái tiếng là tôi thấy nó cứ sao sao mèo ơi. Tôi nghe nó sao sao hết rồi. Ô nhiễm tiếng ồn quá hết rồi. Trời ơi. Ây da. Té nước vô mặt tôi ông kìa. Trời ơi, hay gì lạc hết bi rồi. Giả gì mà tôi hả? Mẹ mà lạc cái gì? Mèo. Trời ơi, tôi có thấy phát bi đâu mèo. Phát bi kìa. Phát bi của chị gì? Đâu? Chị em đây cho chị đi mẹp vậy. Mất tiêu rồi. Trời ơi trời. Em với mèo á đang muốn ngồi chơi nha mà chị với Poppy cái heo hoài vậy. Poppy kìa, nó đi tới đây làm chị kiếm nó không được á chứ thôi. Đúng rồi, em đi làm nãy giờ á. Thôi mèo ơi mèo, tôi thấy á chị Banda Poppy cũng tội nghiệp quá, tôi với mèo mà đi chơi thì hai người này cũng cô đơn lắm á mèo. Nhưng mà hai người đó cũng chơi với nhau được vậy. Nhưng thôi lại tỏ lời Poppy cứ đây con chơi Poppy nè, ra cái phao này nè, con leo lên đi. Hiểu hai người già rồi cô đơn á, mèo hiểu không? Nhìn chị Banda đi tội nghiệp bả không? Mình chơi chung với nhau mình bỏ bả. Là bả cô đơn lắm luôn. Đúng rồi, nhìn kìa, đó thấy chưa? Ai, trời ơi mấy bạn ơi, cuối cùng mình với Red Hood cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của chị Banda. Và cái âm thanh nheo nhẽo của bả mấy bạn ơi, thật là kinh khủng quá đi. Bữa nào mình lén hẹn hò đi mèo để cho hai người không biết đi, chứ bữa nay hai người biết hai người đi heo chơi. Đúng rồi, thôi xuống chơi cùng với hai người đi mèo. Làm lộ kế hoạch ngay từ đầu rồi. Mấy bạn fan thấy sao? Các bạn hãy bình luận phía dưới video cho mình biết nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Đừng quên đón xem những tập hẹn hò bí mật của mẹ Jim Hood nha. Bye bye mọi người. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.